Chương 17. Tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra. Điều 229. Tạm đình chỉ điều tra. 1. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp: a. Khi chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án. Trường hợp không biết rõ bị can đang ở đâu, cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã trước khi tạm đình chỉ điều tra. B. Khi có kết luận giám định tư pháp, xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì có thể tạm đình chỉ điều tra trước khi hết thời hạn điều tra. C. Khi trưng cầu giám định yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra. Trong trường hợp này, việc giám định định giá tài sản tương trợ tư pháp vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả. D. Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan quy định chi tiết điểm này. 2. Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà lý do tạm đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả bị can thì có thể tạm đình chỉ điều tra đối với từng bị can. 3. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, cơ quan điều tra phải gửi quyết định này cho viện kiểm sát cùng cấp, bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị can, thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền lợi của họ. Điều 230. Đình chỉ điều tra. 1. Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp: a có một trong các căn cứ quy định tại khoảng 2 điều 155 và điều 157 của bộ luật này, hoặc có căn cứ quy định tại điều 16 hoặc điều 29 hoặc khoảng 2 điều 91 của bộ luật hình sự. B. Đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm. 2. Quyết định đình chỉ điều tra ghi rõ thời hạn, địa điểm ra quyết định, lý do và căn cứ đình chỉ điều tra. Việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trả lại tài liệu, đồ vật đã tạm giữ nếu có, việc xử lý vật chứng và những vấn đề khác có liên quan. Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả bị can thì có thể đình chỉ điều tra đối với từng bị can. 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ điều tra kèm theo hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra, nếu xét thấy quyết định đình chỉ điều tra có căn cứ thì viện kiểm sát phải trả lại hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền. Nếu thấy quyết định đình chỉ điều tra không có căn cứ thì hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và yêu cầu cơ quan điều tra phục hồi điều tra. Nếu thấy đủ căn cứ để truy tố thì hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và ra quyết định truy tố theo thời hạn trình tự thủ tục quy định tại bộ luật này. Điều 231 truy nã bị can. Một, khi bị can trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu thì cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã bị can. Hai, quyết định truy nã ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh nơi cư trú của bị can, đặc điểm để nhận dạng bị can, tội phạm mà bị can đã bị khởi tố và các nội dung quy định tại khoảng 2 điều 132 của bộ luật này kèm theo ảnh bị can nếu có. Quyết định truy nã bị can được gửi cho viện kiểm sát cung cấp và thông báo công khai để mọi người phát hiện bắt người bị truy nã. 3. Sau khi bắt được bị can theo quyết định truy nã thì cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã phải ra quyết định đình nã. Quyết định đình nã được gửi cho viện kiểm sát cung cấp và thông báo công khai. Điều 232, kết thúc điều tra. 1. Khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra phải ra bản án kết luận điều tra. 2. Việc điều tra kết thúc khi cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố hoặc ra bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra. 3. Bản kết luận điều tra ghi rõ ngày tháng năm, họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết luận. 4. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra bản án kết luận điều tra, cơ quan điều tra phải giao bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc bản kết luận điều tra kèm theo quyết định đình chỉ điều tra cùng hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát cung cấp giao bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc quyết định đình chỉ điều tra cho bị can hoặc người đại diện của bị can gửi bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc quyết định đình chỉ điều tra cho người bào chữa thông báo cho bị hại đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ Điều 233. Kết luận điều tra trong trường hợp đề nghị truy tố. Trong trường hợp đề nghị truy tố thì bản kết luận điều tra ghi rõ diễn biến hành vi phạm tội, chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị can, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra, việc áp dụng thay đổi hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đặc điểm nhân thân của bị can Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và việc xử lý vật chứng, nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án, lý do và căn cứ đề nghị truy tố, tội danh, điều khoản, điểm của bộ luật hình sự được áp dụng, những ý kiến đề xuất giải quyết vụ án. Bản kết luận điều tra phải ghi rõ ngày tháng năm ra kết luận, họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết luận điều tra. Điều 234. Kết luận điều tra trong trường hợp đình chỉ điều tra. Trong trường hợp đình chỉ điều tra thì bản kết luận điều tra ghi rõ diễn biến sự việc, quá trình điều tra, lý do và căn cứ đình chỉ điều tra. Bản kết luận điều tra phải ghi rõ ngày tháng năm ra kết luận, họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết luận điều tra. Quyết định đình chỉ điều tra ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định, lý do và căn cứ đình chỉ điều tra. Việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trả lại tài liệu đồ vật đã tạm giữ nếu có, việc xử lý vật chứng và các vấn đề khác có liên quan. Điều 235. Phục hồi điều tra. 1. Khi có lý do để hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định tạm đình chỉ điều tra thì cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu việc điều tra bị đình chỉ theo quy định tại khoảng 5 và khoảng 6 điều 157 của bộ luật này mà bị can không đồng ý và yêu cầu điều tra lại, thì cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát cung cấp ra quyết định phục hồi điều tra. 2. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định phục hồi điều tra, cơ quan điều tra phải gửi quyết định này cho viện kiểm sát cung cấp, bị can, người bảo chữa hoặc người đại diện của bị can thông báo cho bị hại đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ